Ngày 27 tháng 9, tin từ Công an thành phố Vinh cho hay, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1972, trú tại khối 10, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, người trực tiếp gây ra những thương tích cho cháu Nguyễn Anh Tú trong khách sạn đã bị bắt và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo điều tra ban đầu, trong thời gian gần một tháng, Sơn đã đưa Tú đến nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh và đã có hành vi cố ý gây thương tích cho cháu. Sơn khai nhận do bức xúc việc cháu Tú đi tiểu tiện trên đệm nên Sơn đã đánh đập cháu Tú. Ngoài đánh đập bằng tay, Sơn còn dùng thắt lưng để quật vào người cháu Tú. Giải thích về lở loét vùng kín, Sơn khai nhận do cháu Tú lâu ngày không được tắm nên gây ra lở loét. Tôi phải nói rằng là trong một cái thời gian rất ngắn, từ khi tiếp nhận thông tin tổ chức truy bắt thì đến tổ chức lực lượng đi xác minh rất nhiều địa điểm. Và đến khoảng 16 giờ của ngày 25 tháng 9 thì Công an thành phố Vinh đã tổ chức phát hiện và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thanh Sơn. Qua quá trình đấu tranh ban đầu thì Nguyễn Thanh Sơn cũng đã phải khai nhận rõ về hành vi là dùng tay rồi dùng hung khí là cái thắt lưng để mà đánh nhiều phát vào các cái vùng như ngực, vùng bụng, vùng lưng. Và đặc biệt là cả cái vùng tai của cháu cũng bị sưng. Thì đến cái giai đoạn hiện nay thì phải nói rằng là qua cái lời khai của Sơn và đã được thẩm định, được đối chiếu và xem xét với cái tài liệu, các cái tài liệu chứng khác điều đó thì có đủ cơ sở kết luận là Nguyễn Thanh Sơn là có cái hành vi cố ý gây thương tích cho cháu Tú. Chúng tôi cũng là xem trên các cái bài viết của các cái phương tiện thông tin đại chúng được đăng thì có nhiều cái bài viết thì cũng nói rằng là có cái khả năng nghi vấn bị xâm hại tình dục trong cái quá trình đưa cháu đi, Nguyễn Thanh Sơn này đưa cháu Tú đi ra khỏi nhà đấy, đưa đi đến cái phật trường. Thì hiện nay thì qua cái tài liệu điều tra ban đầu và lời khai của đối tượng Sơn thì làm rõ được thì theo chúng tôi khẳng định thì cái hành vi mà Sơn có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Tú là không có cơ sở. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ động cơ mục đích của việc Nguyễn Thanh Sơn đưa cháu Tú đi khỏi nhà trong thời gian dài. Ngoài ra, theo thông tin từ Công an thành phố Vinh, đối tượng Sơn từng đi trại cai nghiện. Hiện tại, Sơn cũng đang sử dụng ma túy.